Chiều ngày 2 tháng 11, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức làm việc với tài xế xe tải đổ chất thải trên địa bàn. Trước đó, trưa cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 66H01902 chở nhiều bao tải đi từ quận Bình Thạnh sang thành phố Thủ Đức. Khi qua cầu Thủ Thiêm 1, nam tài xế quẹo trái, di chuyển xe vào khu đất rộng và thả các bao tải xuống dưới đất. Đúng lúc này, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân phường cùng Công an thành phố Thủ Đức bắt quả tang tài xế. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bao tải chứa nhiều chất thải. Qua làm việc, nam tài xế cho biết tên là Bảy, sinh năm 1977. Người này khai là được thuê để chở các bao chất thải từ khu vực Landmark, quận Bình Thạnh sang khu vực phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để đổ. Mỗi chuyến chở được khoảng từ 200 đến 500 ngàn đồng. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm cho biết, phần lớn các đối tượng chở chất thải đi đổ trộm thường chọn khung giờ vào buổi trưa, tối và lựa khu vực vắng. Thời gian vừa qua, phường đã phát hiện 2 xe ba gác, 3 xe tải chở chất thải rắn hơn 1.000kg ở khu vực dưới chân cầu Thủ Thiêm. Phường cũng phối hợp với các tổ tình nguyện viên, tổ chức các buổi dọn dẹp làm sạch các tuyến đường trên địa bàn.